nhà đông quá nhỉ. Có ba nhà có luôn, ba nhà có một đống luôn á, bốn nhà không có. Ôi ba nhà một đống luôn, số Chết 1 mẹ, ấy, chết mẹ rồi. chạy ra đi, chạy ra đi. Ô nó giật kìa. Anh em thấy iPad giật nè, phải. Cái gì đây, không thấy đường đi luôn. Trời ơi, giật, anh không ấy, không, anh không đi được luôn. Giật dữ vậy. Bên kìa, ai bên 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 ba nhà luôn anh. Anh vô ổ đĩ Ở rồi, bên bên em nhà nói bên kia. đông mà. Hello bạn. Anh vô đĩ. Ôi giật kìa trời. Ui. Em có giật không vậy? Chạy qua ba nhà này, chạy qua đôi môn này nó đỡ hơn nè. Cái gì ghê vậy? Anh em thấy iPad giật không? Hello Hiến. Có phụ kiện sau kênh lụm nha. Con gà trên đây bé ơi. Trong toilet. N94 với BB19, Bác xuống. BB90 trên đây đóng. Nón hai bên đây. Nón hai bên nhà đó đơn. Ai có chóc sọc kinh. Có thằng ngoài nè. Ủa anh có tiếng chơi. Ai bên my friend. My friend. Còn have friend like you look. Ở ngoài có nha. Từ từ bé ơi. Vô nhà đi. Không. Hai team. Lùm đồ từ từ đi. Bơm á. Bơm á. Mới chia mà anh không? Vai không cứu được anh em ơi. Vẫn còn nữa kìa. Nè thế. Đông quá, đông quá. Công bà cha tụi bay công dữ vậy. Ai bên bên ba nhà ai chứ? Ai bên chết bà rồi, khác nữa nè. Thắng thượng kìa bà nội mày.
đứng lên. Mày phải vô lên đi chơi ba nó đông dữ. Gì vậy? Gì vậy? Phát dữ vậy? Mẹ nó đi đám cưới vậy? Mình nó với Linh chưa tổ chức mà nó đi dữ vậy? Nguyên nhà mười mấy đứa luôn. Chịu luôn. Lụm cấp 4 chứ. Cảm ơn Hiển nha em. Nghe bắn xíu gất ra bát xuống dưới đất luôn vãi chứ. Hello Thiện em, hello. Hello Hoàng Tử, hello. Mẹ gung tay đéo dám đi đâu luôn vãi chứ. Mẹ bên cầu. Ui. Một đống nữa. Ôi chịu rồi thôi, nộp đi.